Sáng nay 8 tháng 9 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục chủ trì phiên làm việc của Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận về những nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Đại biểu Quốc hội quan tâm đến thời hạn gửi tài liệu của các ban soạn thảo, quy định với sự vắng mặt không tham gia cuộc họp của các đại biểu, trách nhiệm của các đại biểu khi chất vấn, phát biểu ý kiến. Đa số đại biểu đều đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phải gửi tài liệu đúng hạn để đại biểu có thời gian nghiên cứu kỹ các vấn đề. Có ý kiến đề nghị văn bản không chỉ gửi đến đại biểu mà cần công khai trên cổng thông tin điện tử Quốc hội để nâng cao chất lượng văn bản pháp luật. Tôi bày tỏ nhất trí với hình thức chế tài nhằm khắc phục tình trạng các cơ quan chậm gửi tài liệu theo hướng công khai danh sách và lý do gửi chậm tài liệu. Tuy nhiên, đề nghị cần quy định rõ hơn thời hạn gửi tài liệu chính thức của kỳ họp đến đại biểu Quốc hội. Ví dụ như thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc đối với kỳ họp thường lệ và chậm nhất là 5 ngày trước ngày khai mạc đối với kỳ họp bất thường, trừ trường hợp đặc biệt là theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phải được quy định rõ trong nội quy. Kỳ họp nào là tài liệu cũng chậm. Nó thí dụ như là cái luật mà khám bệnh, chữa bệnh, chiều nay thảo luận thì chiều tối ngày hôm qua chúng tôi mới nhận được trên án. Vậy là ai gửi chậm? Đấy thì tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng nên có sự một rút kinh nghiệm để chúng ta làm sao và làm sao tốt hơn. Còn cái việc mà đề nghị trong văn bản có nói gọi là chế tài, tôi nghĩ không biết chế tài sao cũng nói cho nó rõ. Chứ chỉ nói là chế tài đối với những cái cơ quan đơn vị gửi chậm, chỉ nói chỉ chế tài thôi mà không biết chế tài làm sao. Tôi nghĩ là thường vụ chắc cũng phải nữa, trong cái nội quy giải thích cái kỳ họp cũng phải cho nó rõ. Góp ý về các nội dung trong điều hành các phiên thảo luận chất vấn, các đại biểu nhất trí quy định chi tiết trình tự thủ tục phiên họp, bảo đảm cuộc họp diễn ra thông suốt, bình đẳng, tạo điều kiện cho các đại biểu các tỉnh thành phố được phát biểu ý kiến. Một số đại biểu cho rằng cần quy định rõ trong nghị quyết để tránh các trường hợp phát biểu không đúng nội dung, trùng nội dung. Chủ tọa, người được phân công điều hành phiên họp tại kỳ họp, yêu cầu đại biểu Quốc hội dừng tranh luận nếu đại biểu Quốc hội không phát biểu tranh luận, chất vấn đúng nội dung và sử dụng quyền tranh luận để nêu câu hỏi chất vấn. Tôi nghĩ rằng là để lách quy định để được ưu tiên phát biểu trước, như một số đại biểu cũng hay nói vui là chen luận. Khi thấy trong một phiên họp mà nhiều cái nội dung phát biểu trùng lắp, thì đại biểu Quốc hội thể hiện tinh thần trách nhiệm người đại biểu của cơ quan quyền lực cao nhất thì nên rút lại cái phát biểu để nhường lại cho các đại biểu khác để phát biểu. Như thế thì chúng ta tăng được cái thời lượng và được cái nội dung phát biểu của các kỳ họp, chất lượng của các cái phiên họp nó cao hơn. Về vấn đề đại biểu Quốc hội vắng mặt từ 2 ngày trở lên tại các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến, bất thường, đa số đại biểu đề nghị quy định rõ hình thức báo cáo, thẩm quyền trình báo cáo và quyền quyết định của Chủ tịch Quốc hội. Cũng trong chương trình làm việc sáng nay, đại biểu Quốc hội chuyên trách báo cáo một số vấn đề lớn về tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Thường trực Ủy ban xã hội báo cáo 4 nội dung lớn được các đại biểu Quốc hội tham gia góp ý. Trong đó, Thường trực Ủy ban xã hội đề nghị Quốc hội cho phép chỉnh lý theo hướng bỏ điều 2 của dự thảo luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 vì liên quan đến nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Tiếp tục ra soát quy định hành vi cụ thể của bạo lực gia đình và vẫn bảo lưu khoản 2 điều 3 quy định bạo lực gia đình áp dụng với cả những người đã ly hôn hay chung sống với nhau mà chưa có hôn phối. Vấn đề bổ sung biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng như điều 33 của dự thảo luật. Về quy định cấm tiếp xúc, điều chỉnh theo hướng cho phép Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tự mình ra quyết định cấm tiếp xúc khi có căn cứ hành vi bạo lực gia đình gây nguy hiểm tính mạng, trừ trường hợp người bị bạo lực từ chối.